Không có đó là bà cố tôi xưa giờ mà. Tại đó giờ Phước. Để Phước đó. Tôi xưa giờ vậy thôi, có thay đổi gì đâu. Bữa nay nó lạnh lạnh rồi nè ha. Mấy cây nó ngã màu ở trên rồi. Ngã màu xưa đó. Ngã màu nhạt nắng hết rồi. Tại ông gom canh chua đó, canh chua bông điên điển đó. Mà ăn nó không có ngon mà thì quê nhà đâu nha. Nó cũ quá rồi. Thì mình phải sáng phai nữa ha. Sáng khoai phải không sang hả? Cũng điên điển. Thằng ông gom canh chua. Chua bông điên điển, cá mà điển, cá rô đồng mà mình không có cá rô đồng nha. Đâu? Đó. Đâu có động đâu. Đây nè. Ông luộc có trắng bóc có chơi cái trò nè em thấy. Đâu có luộc cái, cái bình trà của trò, còn cái một cái bình tích của ông. Nay pha trà ít thôi. Dạ. Đó của ông. Dạ. Ghê lên nhà của trò. Dạ ông nói cái bình tích thì biết đâu. Bình tích là bình nào? Thì ông nói bình trà rồi cái bình tích hai cái ai biết cái nào. Đây cái này của ông ngoại trà ông mời đã hữu uống chung trà nhấp môi ăn khoai lang. Khoai lang uống trà đi rồi. Tháng sau là thấy hết có ai uống trà rồi. Sao ngáp rồi. Buồn rồi. Sao ngáp rồi. Bữa nay nướng cái thiệt là khét nè. Tháng sau ông không còn ở đây thì là hết ai uống trà rồi. Trời ơi. Mà chú không phải tím nó đi. Đó. Giờ bây giờ đi kiếm ông nào uống trà mới được chứ kiểu này. Có hai ông. Hả? Ôi đó chứ nào uống trà uống nước phải có thấm da mới ngon hả? Đúng rồi. Thơm chú bà, cái này thơm không chú bà? Thấy không? Thấy nhiều người mời. Thơm. Sáng tính đây mặc đồ đi thể dục. Sáng nay đi thể dục. Thể dục đi tập thử cho nó ráng tập. Ngon, thơm không? Thơm, khác khác rồi thơm nữa. Ai nướng vậy đó, nướng 30 phút á. Dạ. 30 phút, mà 425 độ. Dạ. Khác khác rồi thơm. Tự nhiên cái... Thơm. Cái mình nhớ nha. Bây giờ tôi nói thật, mình không có nói dối lòng, tôi còn liếng thế gian là nhiều lắm. Nó liếng thế gian nên ấm duyên thành chắc. Mình quyến liếng thế gian á. Cho nên nó mới tạo ra cái ấm á, cái ấm á. Nó mới kết duyên lại thành thế giới vật chất nè. Tham biến thế gian ấm dương hình chắc. Tự nhiên nhớ quê hương. Tự nhiên mẹ tôi nói tới bữa mười mấy nè có phát quà từ thiện. Hai vợ chồng mà tới bên Anh về. Mẹ tôi thì một nơi mà nói bây giờ ta xuống cái sáng cái mẹ cho ăn mẹ đãi cho quý vị đó không có mẹ đãi cho quý vị ra bánh bánh lá tiêu bánh lá quê không. Bánh lá bánh gói bằng lá chuối biết đi ăn bánh bò ăn cái lên tên gì đó. Cái 11 giờ trưa ăn cơm cái bữa người ta bên Anh đó. Nó không có đầy đủ cho mình Mỹ đâu, vào nhưng mà không đầy đủ.
Vì nó đâu có những đồ qua tới đó xa xôi á. Bởi vì cộng đồng mình riêng mình đông mình hôm qua á. Nó trồng. Nó bông súng nè. Con chúa bầu nhiễn nè. Nó bóng pho tiêu. Không phải là tôi xuống vô ăn mặn nha. Tại vì mày đời mà. Bằng quý vị chú ăn chay thì tương khoai dừa cho thiệt là béo ha. Cháu chú bóp chú mà sắc nhiễn bóp 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 bóp. Với các cái loại rau tập tàn ở đó kèo đèo rồi đó. Tập tàn á. Đó ăn vậy mà ngon á. Nó được ăn gì sang trọng. Cái trưa á, trưa ăn phát quà xong 1-2 giờ cái ăn bánh xèo. Trời cái giờ đó chứ quê mà chưa nhớ không. 2-3 giờ chiều rồi cái giờ ăn giặt á chứ không. 1-2 giờ ăn giặt. Cái 4 giờ chiều năng nữa là rồi bữa chiều đó một ngày á. Đúng là nó chứ đi rồi mình thấy không có lâu nhàn nhã bằng quê nhà hả. Nó thì cái đầu mình nó hay không? Quê người ta gọi là quê hương mà quê hương là chỉ có vậy thôi chứ có gì không ơi. Này quý vị này quê Trà Vinh. Ở Châu với ông luôn á. Ở vậy á. Trời đất ơi. Ở Châu luôn. Vậy hả? Mở cái ra hả? Ăn lên hả? Trời đất ơi. Ai đó ta? Có chừng á ngang. Trà Vinh ở Châu cũng được mấy người đâu à. Trà quê. Góc quê Trà Cứu. Trà Cứu của Trà Cứu. Trà cái chùa Sư Tức Gia đó. Trà Cú chứ, Trà Cú với lại Trà Vinh là cách nhau đâu có bao nhiêu phút đâu. Có gia đình ở phường 5 Trà Vinh ở chú phường mấy? Phường 2. Xóm Lò Hột là xóm của ông Thầy Hoàng. Trong phường 5 là xóm mấy? Phường 5 đó, xóm Lò Hột đó. Xóm ở chỗ mà... Xóm Lò Hột. Cầu Long Bình đi qua. Qua ra bên tay trái đó. Về tay trái do dọc rồi xong đó là xóm... Của gì, khu vực đó đó. Vậy là của xóm của ông Thầy Hoàng đó. Còn cái xóm của con ở là ngoài chợ phường 2 á, ngay chỗ Phạm Ngũ Lão á. Nè hôm qua cái này nhớ nè, ăn củ là khét ngon lắm nè. Cứ ăn tới bự quá. Bự nhỏ bự quá. Gì đâu mệt quá mà. Bự ăn bự đi. Tôi ăn nhiều củ hơn. Thôi. Không, đừng có ngại. Ngại cái tôi, gì? Không phải tôi không ăn củ tím đi chứ ăn củ này nữa không ăn. Củ này ngon tí á. Thôi. Củ nó ngon riêu. Thôi thôi thẹn nó đi. Trời ơi, nói gì thì nói chứ nó không là cái gì ngon lành lắm đâu, nhưng mà nó cứ phải nhớ nhung, không nó nhớ nhung nhung ở trong cái lòng của mình. Dạ vậy đó là gọi là quê hương đó. Hồi xưa tại dân quê trưa với mấy người Khmer hả? Dạ. Lấy cậu áo đây ha. Áo đó. Rồi gì đó cơm dẹp. Dạ, cơm dẹp rất nhiều. Bán bắp nấu, cơm dẹp nước dừa, người ta gánh đi dọc đường vậy đó. Bữa trưa đó, hồi sau này á. Bữa trưa cái sẽ bắt cái ghế ra trước cửa nhà đó. Đó là cái chỗ bây giờ là ngân hàng nông nghiệp á. Kế bên ngân hàng nông nghiệp là nhà của bà nội hồi xưa đó. Bắt cái ghế ra ngồi đó, cái nó gánh đồ đi ngang, cái kêu ăn. Vậy mình nói theo tục đế nha. Cái dòng tục đế là thế gian á. Thì người ta nói ông bà mình xưa ta nói đúng hả, non xanh gì đó dễ đổi rồi bản tánh khó dời. Bản tánh khó dời chỉ là bây giờ chú nghĩ tôi dòm lại cái những năm tháng chú đi qua hồi nhỏ tới giờ Trà Vinh chú về hết là cũng tha thiết gì đâu là không à. non xong thì thay đổi hết trơn rồi phải không à. Nhưng mà chúng gặp lại những người mà nếu còn sống sót á, mấy người đổi được bản tính. Bây giờ đừng có nói ai, nói chính mình đi thôi chứ cũng đừng nói ai nha. Thầy đi về tới đó rồi đó, nói thiệt á, cầm lòng không có đậu đâu. Ông phải đi bộ ở dưới cái hàng me, ở dưới đi bộ dưới cái hàng tre nó cuốn như là đường đi vô Sóc Thác á. Thầy phải đi bộ để thầy ngắm cái cảnh, cái cây trúc mà nó cây tre mà nó uốn cong như là dưới đường đất đường cát á. Rồi đi ở dưới đó đó mà ngắm thiên hạ, ngắm con nít nó ôm cái gốc cây dọc đường đó mà nó chơi cát á, nó trần truồng vậy đó. Giờ nằm trời giờ cũng còn đâu hả,
giờ không còn nữa. Không biết, nhưng mà cái nhìn đó nó nghe nó cứ đập vô mắt hoài, cứ phải nhớ hoài, không biết làm sao. Mắc mớ cái thứ gì nhớ đi nhớ cái thứ, trời ơi vậy. Vậy mới khổ. Đưa nó nhảy dây cho bác của Ly rồi không? Đó. Thôi năm Tết luôn về. Trời ơi. Ây cha. Ông về được nó vui lắm rồi. Về Việt. Về cha tôi ông phải chống gậy rồi. Về Việt Nam á thì nói chung. Muốn đi nhưng mà về Trà Vinh thì mới là vấn đề. Muốn đi Hàng Me tôi mới chống gậy. Đó, Hàng Me. Hàng thôi Me. Chống gậy đi chuẩn bị. Mua tặng ông cây gậy về chống gậy đi. Đột kiểu nào thì kiểu cũng phải lộ ruộng đi vô thăm mã ông bà đóng á. Đi A Bộ ôm. Trời ơi. Đi vô trong một cái sóc á. Đi vô quyết định đi, tôi mua cái gậy sẵn lắm đó, tôi không chống gậy đi. Trời ơi, đi về trong đó nghe thầy là phải đi vô trong sóc. Vô trong sóc, mà sóc cũng có bà con lắm đó. Ăn phải la, phải cặp cái nhỏ vậy. Bỏ uổng, két rồi cũng phải, để nó điện cảm cái hả. Nó là quán tính rồi chứ còn tiếc rẻ gì chứ thứ đó. À mà có không? Chung có gì không? Có chứ. Chung gọi nghe. Nó dính gục thấy tiếng. Thôi. Tôi không còn gặp ngày nào mà nói những cái chuyện chọc cho thiên hạ họ vui. Chung là chắc cái quá khứ họ vui vậy đó. Mình cũng là một cái pháp rồi, mình cũng là pháp thôi. Chứ đâu phải mà ăn gọn dư. Hồi xưa bà già con bà sanh ra, con sanh con ở Long Đức. Xã Long Đức. Long Đức ông tuốt ngoài gần sông á. Gần sông qua trốn tre tôi đó. Không có sông lắm đâu, nhưng mà đại khái là cái xã đó nó cũng lớn lắm, xã vùng quê mà nó lớn. Nó bây giờ nó có đập á. Không nhớ ở đâu nhưng mà nhớ Trà Cuông. Long Đức lên này. Long Đức lên này rồi quẹo phải đi xuống dưới Trà Cuông á, đường đi xuống Duyên Hải á. Thì thầy ghé Trà Cuông. Để đặng bánh tét Trà Cuông. Còn cái đó là nước cầu ngang. Không, cầu ngang là xuống nữa. Xuống nữa. Vậy là Long Đức khác, rồi Long Đức. Long Đức là đi thẳng đi xuống ở chỗ đi xuống cái đền thờ. Đền thờ biết rồi, nói cái đường đi qua thơm. Còn quẹo phải nè, quẹo phải thầy đi xuống Duyên Hải đó, thầy phải qua Trà Cú, mà Trà Cuông trước, Trà Cuông trước rồi xuống rồi xuống ngang. Dạ. Xuống Duyên Hải. Đó. Thì thầy xuống Trà Cuông á nghe, bà già con bà sanh ra ở Trà Cuông á. Chỗ đó bà có nhiều bạn bè lắm, bây giờ chắc cũng của tỏi hết rồi. Chào Phật. Nhưng mà cái ngày xưa cái lò bánh tét đó là thôi trời ơi, nó cũng có lịch sử của nó. Cũng bà con dòng họ mà thôi. Bánh tét bánh ú. Dạ. Nổi tiếng ở dưới Trà Cuông á, bánh tét Trà Cuông. Nó dưới con miếng vậy hả cạo. Dạ. Bởi ai phải làm được cặp giỏ đi. Không, cái này đúng ra đó cái loại, có cái loại khoai mà gọi là khoai Dương Ngọc á. Dương Ngọc đang ăn đó. Không, Dương Ngọc mà Đà Lạt á nghe là đi dính vỏ vô. Là nó bột không à, nó ngọt ngay à. Nó bột không à. Mà nó dính vỏ vô thịt luôn à. Khoai là khoai Nhật phải không? Thầy lọt không ra, sao phải ai phải lọt được. Lọt không ra, cho lọt cho nên cắn nhai luôn cái vỏ. Mà Đà Lạt làm sao nó trồng được cái khoai mà nó ngọt ngay gì không biết nữa. Tại vì nó khác, nó đặc thổ dưỡng à. Nó đem dùng thổ vậy. Cũng như chuối Đà Lạt á, chuối già đó nghe, mà nó cũng ngọt ngay à, thơm nữa. Đi á, ví dụ như giờ phải có người cùng quê á. Dạ. Rồi mình đi về mình mới vui. Đúng rồi. Chứ bây giờ ví dụ như là tôi ông đi Hàng Me đi ngay cái chỗ chùa Hướng. Đúng rồi. Đi chỗ đó mà hỏi ông không quen không biết gì hết, có diễn tả ăn. Bây giờ tôi ông hãy ngừng cái gậy rồi đó. Chùa Phướng á, chùa Phướng bà mợ con ở chùa Phướng á. Chỗ cái lò heo đi thẳng vô á, Tri Tân á. Không phải là phải đi xe.
Bữa nay cái khu đó nó trụ phú lắm rồi. Xe lôi xích lô nữa hả? Còn xe lôi. Mà có taxi nữa. Không, cái đó đẹp. Có một chút rồi nhưng mà nó cũng có, ý nó là cũng có vậy đó. Rồi cái mình đi đi xuống Cần Thơ. Ừ. Đi xung quanh cái bến Ninh Kiều. Còn có đi vào Huế á, tôi thấy nhất là tại mưa lắp phát thì đi xung quanh cái cầu Tràng Tiền á. Chạy Đông Ba. Ra Hà Nội, Trần Đồng Xuân. Trước khi qua cầu Tràng Tiền ở Sài Gòn ra, trước khi tới cầu Tràng Tiền đó, ở dưới chân cầu bên này nè, trước khi qua lên cầu, nè, có cái đường rẽ vô quán cà phê nằm sát bờ sông đó. Có quán cà phê nằm sát bờ sông, nó móc giống như là sông mà nó móc lõm cái đất ra vậy đó. Thì nên nó làm cái bậc cấp đồ xuống, nó ở dưới ngang mặt nước vậy đó. Yeah. Đã lắm mà, ngồi dưới thầy nhìn lên cái là cái cầu nó ngang con mắt mình vậy nè. Nổi tiếng. Bây giờ tại sao mình không tìm được cánh nhàng đó chứ ba? Thì dạ đúng rồi, bây giờ ông chịu cái đó, tức là ông chịu retire rồi đó. Nhàn đó cái thăm lại mà cái này nhàn á nghe là tri nhàn phải đãi nhàn chứ còn đừng có đợi đừng có tốt nhàn hà thì nhàn là không có gì đâu quyết định cuối năm chơi không đủ bà ba đi dạ. Cuối năm tới mình kéo nhau mấy mình về cho nó đỡ tốn dạ dùng đi cùng nhau nhưng mà tôi về có mấy đệ tử đó nên nó về nhiều đệ tử có xe lắm nhiều phật tử họ thầy đi về quê đó thầy đừng có xài xe hơi không thì ở Sài Gòn nữa mình về tới giờ mình đi bằng Sài Gòn đi về dưới quê hả cũng đừng luôn trời ơi thầy đò, thầy không ngồi cái cảm giác ngồi xe đò mới đã chứ trời ơi ngồi xe đò nó cứ dòng cà dọc cà dằn cà sọc vậy đó mà tôi mười mấy năm tôi chưa từng về. Tôi nhớ là cái cảnh đó xe nó chạy kẹo đó mà thầy thầy đi mà xe đò mà tại xe đò nằm nó ngang thì sang thiệt nhưng mà nó không đã phải ngồi cái ôm cái ôm cặp ngồi xe nó chạy sợ gì móng tại sao mà đã được mười mấy năm rồi có con khỉ gì mà sợ nó móc nhưng mà ôm cặp giống như cái thằng Trường Giang nó từ ngoài Quảng Nam mà nó đi vô qua Mỹ vậy đó. Ông muốn cặp táp đi mà trong đó đô la không à. Mà tại sao mà cũng nhớ thấy cũng thương. Nếu mà thương mình sẽ còn những người nghèo hả? Có một tối mà hay hổ tài tình thế. Trời ơi, kỳ đó tôi đi xuống Tiên hay đâu lâu rồi. Hồi nhỏ là cái lãi của tôi, cái đãi mang người á, mang cái lãi á. Vì mà nó rộng, sao mà rách nó trơn rồi mà không có gì tổng trên nó rộng. Ông đi xe bus bây giờ nó không có làm cái kiểu đó nữa đâu. Giờ nó không có ăn cắp túi, móc túi dọc đường kiểu đó nữa đâu. Chứ sao? Trời ơi, giờ người ta hiện đại rồi, ai đi móc túi kiểu đó nữa, đâu có nhiều đâu móc. Móc chính xác nữa. Người ta đã móc thì chính xác. Nó vậy thì mới làm chứ bây giờ nó không có còn giống người xưa chẳng đằng đừng nữa đâu, không có. Bây giờ nó ăn cắp là hiện đại lắm chứ không phải như hồi xưa không ơi. Giờ đó không dám ngủ, ôm cái túi ôm trong người mà nhỉ mà cũng bị móc à. Hay thiệt. Máy bay tuần tra đó, máy bay tuần tra hay là máy bay quảng cáo đó. Máy bay thấp là tại đây có mẹ chín ngọn cây. Đi về trà cứu rồi phải ghé Len. Đó, Len Lộc Sơn. Trời ơi, ông về đó nha, con cũng có nhiều cái... Ở Đông Xuân ghé thăm quê hương của Diễn Châu. Đi xuống Đại An. Ghé Tập Sơn. Tập Sơn con có một đống mấy đứa em, đứa cháu rồi nó ở sát bờ sông, bờ biển đó. Mà nếu Tập Sơn lên hỏi biết tôi hết á. Nó làm cái nghề bán đồ cho người ta đi ra biển, người ta đánh bắt cá đó. Ít có mấy ông thầy nhỏ đi tu đó, biết không? À. Thầy tôi ít có thầy nhỏ đi tu lắm. Rồi thầy tôi có mình tôi à. Tập Sơn. Tập Sơn lên đó.
ra ta hay chú ý chứ đúng không phải tôi lại gì đó tôi nhỏ mà phải mấy ông lớn lớn tuổi chứ bà lớn lớn tuổi chứ còn trẻ trẻ bây giờ nó không biết đâu không nhớ rồi. Kiếm mấy cái người 50, 40, 50 trở lên á con coi chừng cũng không biết nữa tại con tết đi chùa không biết chùa hội thợ đâu có hội thợ tôi hồi chú năm 91 cái thanh đai gì đó mà những người mà có đi chùa là cũng là 40-50 mà bây giờ từ đó giờ mấy chục năm đúng rồi người ta cũng lo mần ăn còn cái thời 40-50 của tôi đó thì cái thời đó nít không biết gì sao biết tôi không biết rồi với lại chùa là cái chỗ người ta luôn tháng ta đi có một lần không phải hai lần phải tập trung chùa Miên còn từ hồi đó không chùa Việt cũng có hay chùa Việt chỉ có làm quên nè nhưng chùa, mà chùa thầy tôi tại sao có nhiều người là tại hồi xưa có Thuốc Nam rồi bây sao nữa chùa Thuốc Nam nghe chỗ trà cú hút nhiều hơn thầy tôi cũng hết bệnh rồi thôi á cái chùa Trúc Lâm chùa Trúc Lâm ở Tri Tân sao không biết. Trúc Lâm đó, ông trụ trì chùa đó là cái ban trị sự của Đức Minh à. Ở Đức Minh giờ ông hữu rồi. Ông già. À trên này tới thị xã là dính. Trên này thị xã ở thành phố giờ nó là dính. Giờ bảy mấy rồi đó. Dạ. Ông bà già con đều thờ đó hết á. Từ Đức Minh giờ bảy mấy rồi. Là hồi đó là của sát xác bờ sông hay hồi thời nếu như vậy chú biết hồi thời xưa là con sư cụ đó ăn trầu đó rồi cụ hành lệ đó rồi tự cuối cùng của tổ Khánh Hòa đó rồi sao rồi ông về thơ ông chết rồi cụ hành lệ sư cụ à tự ốc của cụ Khánh Hòa cụ Lê Khánh Hòa nữa rồi những cái bé ông sư cụ giống như hồi xưa là sao á bà thích chú sư cụ mà rồi bắt cười đó cụ ăn cụ mặc đồ thì thường hay mặc đồ bà ba rồi ăn trầu rồi thầy nói mấy người bên An Lê này ở phường năm hả phường năm hả dạ phường năm quê Trà Cú nhưng mà có nhà ở phường năm nữa có nhà phường năm sát bờ sông nó hay lắm mát lắm nhà có chỗ thầy Hoàng cũng ở sát bờ sông đó ăn cũ nó đi dạ cũ này đi rồi cho hết luôn đi giờ đậu đi nó qua đó lại ăn ngày trưa khỏi ăn cơm mà đúng năm phải la là phải buổi chiều nó mới tốt ăn chim ăn dễ thương không mà mua đồ cho chim ăn ngã tôi nhảy luôn ăn với ba ai ngày mai thì mấy giờ đi? Ngày mai chú đưa bộ nghe. Hả? Chơi ra cái đưa đi. Khoảng giờ 10 rưỡi chú lại, rồi 10 giờ chú lại. Nghe rồi chú nước trà, mang phai lan xong rồi cái chú đưa đi 1 giờ mấy bay. 11 giờ mấy mới mặt rồi. Hướng 7 đưa thầy đi. Không. Ừ. Mày nói bữa. Không tới đi chơi em đưa dùm luôn à. Cái xe nó vậy lắm mà không đi được mà xa quá mà ừ? Đây là nó xa lắm đâu đây lại lại phi trường hả đâu chứ sao ông đi tới đâu cũng được hết á ừ. Nhưng mà điều cái là không có ý thức không biết mình khi 7 giờ sáng đó tôi ngồi tôi cũng tôi tiếc lắm rồi thì khi tôi tiếc nói cái tự nhiên nói cho tôi buồn nữa tôi tiếc tại sao ông cho sao? Thôi mất gì đó mà sao con người cũng con người không có ý thức thôi kệ ông đã cho cái gì cho ra thì đừng có bây giờ nghĩ rằng là không phải ví dụ như cái lúc nào ông đấy tôi theo tôi hộ pháp đó thầy tôi phò tá thầy mà ông coi đó sáng nay thì cái anh đậu xe ảnh mới nói rằng là giờ cho người ta đi ra đi vô tôi lấy xe chú cũ rồi thôi chú quan hỷ chú qua bên đây đậu đi đồ cả đóng trên xe già rồi gần 80 tuổi rồi thế này kia nọ tôi trời ơi sao nói lời nhẹ nhàng không được hả chú bây giờ tôi hỏi chú giờ tôi cho thuê phòng tôi đâu cho chú ở đã điện nước chứ tôi đâu chưa gọi là cho xe phòng rồi nha tôi đâu có bao giờ để xe đâu
để cái đóng nha. Thay vì thí dụ như hồi trước mấy nay đi bác sĩ cũng phải mình cũng phải đi xe ngoài, thấy không? Mình thay vì mình ở đây có cái tinh thần, cho nên sao kỳ quá. Rồi cái năn nỉ tôi, cái tôi là thôi để tôi đi tết xịt tôi cho theo, rồi cái tôi giận, rồi tôi thương, rồi giận, rồi thương, nó làm cho mình nhúng cái não luôn nha. Tôi hỏi chú giờ ở đây nè, lúc dầu sau lửa bỏng vậy nè, mà có cái xe mà hôm trước là tôi dọn ra tôi bỏ hết, tôi bỏ 2 ngày trời tôi dọn xe cho ổng rồi, rồi sau đó tôi mướn này nó ra rửa 30 đồng mà thấy nó cực quá, tôi cho 40 đồng móc hết rồi. Bây giờ bà vậy đó, trời ơi sao thì cái nghiệp khi tôi tức quá, tức thì nói tức, tại sao con người không có ý thức chứ, có chỉ có cái não thôi mà không hoạt động, mà chỉ biết lợi cho mình không thì sao sống với ai chú ba? Nếu chú đặt lại vấn đề mà chú sống cuộc đời bây giờ thầy phải tập là cái gì hôm qua ông quên đi đừng có nhớ nữa, để ông mới tự tại, chứ ông nói kiểu này là ông nhớ tới cái quá khứ thôi, triền miên để mà tự mà không tại sao nào. Tại sao sống con, nhiều khi mình đã sao nuôi con chó nó thì không có coi là những thức phim, rồi tôi nuôi con CC á, con chó mà sao nó có ý nghĩa thiệt ông ơi, con biết nói mà nó con điệp. Giờ mà chú lại đây chú ngồi đây coi ha, là tự động mà tôi đi ra ngoài là nó chạy vô phòng tôi, nó nằm ở trong đó, đi rồi đi tới giờ đi kiếm nó thấy mò khỏi nó, tới giờ mà chú về rồi đó đi kiếm nó, mà nó chung phòng không phải nó sợ chú, mà nó vô nó sợ chú, vô chú lấy đồ tôi đó. Con chó mà nó vậy đó chú. Mà tại sao con người, theo lẽ con người mở miệng nó được ở chung nhau yêu thương nhau mà tức là ơi tôi nói tức cành không, rồi nói là ra đây nói thiệt lòng đi, đừng có nói gian dối, thấy không? Đừng nói là bộ đó tôi tu rồi tôi từ đi, tôi nói là nó láo, mấy thằng nó láo quỷ xích nó lắc lưỡi hết á, tôi tức à. Mà đừng nhắc nữa, cái xe nằm dậy đâu mà đi không được rồi. Hỏi chú coi, rồi giờ hai mấy cái xe đậu cho tôi đâu dẫn xe, cái máy bay tôi ra được. Anh chú coi tôi phải đi bộ. Rồi sao con người, tôi chỉ thầm mong nè chú ba, tôi giảng pháp tôi chỉ thầm mong á, cái loài người mình nó biết con người, biết yêu thương con người một chút thôi, con người biết gì con người một chút thôi thì hạnh phúc rồi chú ba. Mà tại sao có con người, có những con người họ chỉ biết họ không là sao? Trời ơi tôi tới khi đó tôi nói ông trời là ai ở đâu không biết, nhưng mà cứ nghĩ mỗi chừng muốn nói cái gì mà khó nói cứ kêu trời, thấy tội nghiệp ông mà là con người chắc là ông nhức cái đầu lắm lần á ngang. Trời ơi không biết ông ở đâu mà cứ thấy khó chịu cứ kêu ông ra mà xử. Thầy tính đi, biển mà không có sóng thì sao gọi là biển? Cái thùng nước thầy xách thôi nha, mà nó không có lăn tăn thì không phải là thùng nước, bao giờ nó cũng phải là có lăn tăn gợn sóng hết á. Trời ơi ông biểu cái con người mà biết thương nhau thì đâu có chiến tranh, đâu có chiến tranh. Tự nhiên nó giác quân nó đi quánh người ta thì thương cái nỗi gì. Thì ông nói đi, nước lớn quánh nước nhỏ thì sao gọi là thương? Thương thì đừng quánh, thương thì phải đùm bọc, thương phải chia sẻ, phải cho nó ăn, phải giúp nó làm giàu. Thì mới gọi là thương. Trời ơi thôi ông ơi, Bồ Tát ơi, Bồ Tát vừa vừa thôi, ai mà cũng được như Bồ Tát hết trơn. Trời mà ơi không, trời. Mà tôi nói là tôi bắt giống như mình nghe ông Phật ông nghe ông nhất cái đầu hiểu á, không hiểu nó tôi sao mà khó khăn. Cái gì cũng cao có hỏi chúng ta ơi, cái gì mình cũng hết lòng chúng ta. Tôi thấy tôi nói thiệt nha bà, không có tôi kể chơi là cái tấm lòng của tôi đó. Tôi mập ba đá bướm, tôi thấy thầy ba đá bướm không? Ừ. Hay là nói thiệt chứ phải kể nghe, để nói là nó là lòng. Chứ không xong thôi ba đá bướm. Nói ăn cá ăn đi chú. Nó còn ngon cá ăn đi. Nó hái cho tôi lại trái thôi. Chú coi đó tôi phải gì người không? Ừ. Đó là cái gì tôi cũng nghĩ vậy hết trơn á. Ví dụ như sáng tôi không phải tôi kể nghe, nhưng mà tôi nói nấu bánh chua thôi à. Thôi ông ba ông nói là cơm chua cải nấu thêm chút xíu cho ông chút cái kỷ niệm cũng tình nghĩa. Chứ là cũng nấu cũng một cái son mà thêm chút vậy thôi. Ấy nói vậy nè, sao tôi cái gì tôi cũng nghĩ tới người hết trơn, mà tại sao mà tôi gặp cái gì đâu không có liền tôi nói liền. Gặp cho nữa đi, cho mãi mà, đi. Mà tôi muốn cho người ta được cái phước,
người ta được cái tâm tinh thần rộng là rãi, buông tất cả sẽ được. Mà ngần này cứ than nghèo, than đói, than khổ rồi cứ bo bo vậy. Ông Phật cũng nói cái con đường của ổng là nhất rồi đó, chính nghĩa rồi đó, ai đi theo ổng thì sẽ thành Phật như ổng. Mà có được bao nhiêu người theo đâu, nó theo đã rồi nó còn theo, thèm theo nữa, nó theo đã rồi nó còn nó làm chuyện trời ơi. Thì thầy coi ở đó mà ông ở đó mà ông trời ơi đừng có nói. Rồi á, bây giờ á, bây giờ hâm mình mở rộng cái lòng ra đó, thì người ta nói là mình từ bi không trí tuệ. Còn mình không mở ra, mình quên lãng á, thì nói mình tu mà thiếu từ bi. Cứ thấy không? À, bây giờ tôi nói xin lỗi, tôi suy nghĩ là không, mình đi, mình cũng cho ông theo. Nhưng mà giờ ông theo rồi, ông không tắm thôi là ông ở với mình là phiền nè. Bây giờ ông theo phải cất cái phòng ở ngoài cho ông nữa, tự nhiên tiện đâu làm gì ta. Mà không làm thì thiếu từ bi. Mà làm á thì mình vừa chuột chuốt. Thôi ông ào ào vậy thôi, ông cũng cho. Ông đó có để coi. Thì bởi vậy thì chúng ta có như vậy đó, ào ào nói dữ. Hôm đi là tiết quyết là đi là đi luôn. Rồi về. Sao tôi bỏ thầy được. Tôi hứa hồ pháp thầy ông coi. Nói vậy chịu lại đấu không. Mà không mà thấy chú nhìn tôi thấy chú tấn không, cái xe nằm vậy đó mà... thường thì người ta nói con chó nó sủa rồi nó không có cắn, còn cái người không có nói thì em hiểu vậy, nhưng mà cắn á, cho nên là ông nói kiểu đó đó nghe, còn lâu ông để ông qua lại ông cũng rước ông đi. Trong khi đi bác sĩ đi về là 40 đồng. Đi nhiều đi nhưng mà ông khoái vậy, chứ còn kêu nội này đi thì ông hay chắc chát vậy chứ mà cũng phải vậy chứ mà cũng rồi kêu. Á hãy mà cho ông theo á thì có người than hồi cái là ông cái kêu liền nợ á, thầy bắt nợ ổng á, thầy bắt nợ tiền căn á cũng tức nữa, người ta nói bắt nợ không cái đi thì đấy thầy sao tu hành vô tư cái gì cũng được mà. Tự nhiên theo ông dòm coi có cái gì quý giá không. Ừ. Mà tôi nói chú ơi, chú để xe tôi ra không được, chú cho người ta đi ra vô, ta xe hai phòng rồi chú kia cái xe tôi đồ tùm lum trong cái mắt đồ, sao mà họ dòm vô coi gì, cái lò ga và lò ga mini, cái bình nước thì hôm qua thống nhất rồi đó, là để cái xe cho người ta vô rồi để xe ông thường đi ông đậu ngoài, chứ nói đúng rồi. Chứ cái xe kia người ta ít đi, người ta đậu trong đi. Phải rồi. Cái con người là sao? Mà thiệt á, nó tùy loại người chứ ba. Thí dụ như cái người mà có ý thức á, đậu chiếc xe mình cũng có ý thức nữa. Nó cũng ngay ngắn nữa. Hồi này không. Ủi cái rằm vô vậy, cái đít chéo xẹo vậy. Tôi nói ông bởi tại sao không có người đàn bà nào cho ông làm bạn, tại ông chơi xéo không à. Ông làm như gà, mà ông gà gọi là con gà gì đó, gà tre mà đi đạp gà máy dầu á. Đạp máy xéo không mà nó trầy 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 trầy, nó gà máy dầu quay mộng lại nó đá cái mổ cái chạy có cời á. Giận nói cho dữ là cũng qua nghiệp à. Nó là hành trên lại cái là cái ta nói nghiệp thầy trả. Nó mà giờ bây giờ tôi đi đâu á, hai cái xe biết nếu mà chú ở đây không mà theo chú có ý thức đó không, nếu chú ở đây à, phải muốn cho được thì lòng thầy phải không, mình đúng rồi. Thôi dọn đi đâu ngày nào thầy, sáng ngày nay thầy có đi đâu không, chở thầy đi không, chơi để đầy xe cho mình không đi được chơi vậy đó, để vậy mà nó đi hộ pháp với tôi. Trời ơi sao bởi hồi đó thấy cái ông gù mà trong cái tuồng mùa xu trên Bạch Mã Sơn gì đó, tức tại ông nói đấy gù sẽ đi mãi đi trong tà gù cầu nguyện cho bảo tố khùng ông giết những loài người mà đáng ghét. Cười nhiều khi ngồi tức mà cười chứ làm gì nhau. Giờ tới mai tôi mời tôi nói chuyện, tôi mời tôi nói một lần nữa. Tôi nói giờ nói hơi nặng, đừng có buồn. Tới giờ
Tôi định nói rồi, tôi nói chú à, chú lớn rồi, chú không có ý thức. Tôi cũng nói thiệt chú một lần cuối cùng, nếu mà bây giờ mà chú muốn theo tôi, chú phải đổi cái bản tánh rồi. Mình là con người, mình đừng có, mình đã biết người, biết ta trăm trận trăm thắng. Đụng cái là mở miệng đó, tôi gần 80 rồi. Tôi nói gần 80 mà ăn ngày ba bữa. Gần 80 mình được kiếm đàn bà. Mà đụng cái gần 80, xe lái cái hèo vô cái đít đầu nó ngay ngắn. Tôi nói tôi gần 80 rồi thầy, kiếm chuyện tôi làm gì, tôi nói tôi kiếm chuyện làm gì. Mình càng lớn, mình càng trang nghiêm, mình lái xe đậu cho nó ngay ngắn. Nói về cái mình thương mấy người con ấy. Mấy người con mà có cha mẹ thì các con cái nó cũng khổ lắm đó chú ba. Nó kẹt lắm chứ thật sự đó. Mình vậy tôi giái trời giái Phật kia. Cũng may cha mẹ tôi giờ tôi nghe nó hai ông bà đùm bọc nhau sống. Rồi mẹ tôi cũng ý thức, cha tôi ý thức, trời tôi cầu nguyện lắm. Nhiều khi tôi nói con cầu nguyện cho bao nhiêu cái phước đức tu con cho con xin. Nếu có phước được con chia sẻ một chút để cho cha mẹ con được minh mẫn cho tới ngày mà lâm chung. Chứ mà rủi mà thí dụ như mình có người cha người mẹ ai muốn không phải không? Mà rồi á thì thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm, thiếu đạo đức thì chắc chết đó chú ba. Bởi vì khi ngồi ngẫm lại cái xung quanh thế sự rồi. Cho nên á, như giờ chú cô khỏe tự lo. Tự lo là tôi thấy ông cũng có phước rồi đó. Ông tự ý thức được rồi. Chứ đâu đến độ để con cái nó lo. Rồi có tiền, có mình đủ sinh hoạt là thấy có phước. Chứ còn bây giờ hỏi chú á, nếu mà chú vô ý thức á, cái gì cũng phải ngửa tay. Xin nó coi ra gì, phải không? Vậy. Rồi ở chung nó cũng không coi ra gì nữa. Đúng rồi. Nó thành ra thôi, giờ tôi thấy ông bà vậy là cũng phước rồi, cô ba. Giàu lớn tuổi mà còn đi làm thêm mà cho nó tinh thần nó sáng suốt chứ thiệt. Rồi bà ở nhà mà không có chịu vốn nổi nữa. Đúng rồi. Như ông xách xe chạy vòng vòng sáng xách xe đi uống nước trà xuống đây nói trời đá chứ còn chịu nổi chứ ông. Như ông ở nhà chịu nổi không? Đúng rồi. Cũng chết rồi, buồn lắm. Cho nên đó tôi ngồi tôi vừa giận rồi vừa thương. Giận là sao cũng là người mà sao thiếu cái ý thức. Mà phải ngu đần tôi không nói. Nói ra thì sóc trên đầu người ta không hả? Chứ không bao giờ. Thí dụ như cái người mà nói ra đó mà đừng có sóc trên đầu người ta đó thì được. Mà cuối cùng những người đó chú thấy có ra hồn chứ. Có những người dốt đó nó nói chữ không à. Dốt mà hãy nói chữ nói cái nó sóc đầu mình cái rồi mình thua đó à. Không lẽ mình gọi là chén kiểu đi chọi miếng vừa. Mà mình chọi miếng vừa thì mình mẻ cho ai mẻ, anh bể cho ai bể. Vừa đâu bể mẹ gì đâu. Cho nên nhiều khi tôi nghĩ á, mình chơi với người trí á, mình mở mang cái đầu. Chơi với người ngu mình lỗ á chứ ba. Mà nếu nói vậy thì mình phân biệt phải không? Dạ không có, hồi xưa giờ ta vẫn nói là không ai đi làm thầy, không ai muốn làm thầy không á. À đệ tớ là ngu chứ còn hơn, đệ tớ là khôn, đệ tớ là khôn là thầy ngu. Mà làm tớ thầy tớ đứa khôn hơn là thầy đứa dạy. Trời ơi, bao nó học đây hết. Là mình nói đây là nói về mặt tục đế nghe, nói phân dùng mình nói. Chân đế thì không có trí, không có ngu. Nhưng mà tôi thấy về mặt tục đế đó, họ sống chung với người mà vô trí. Họ không phải là họ ngu mà gọi là cái ngu mà ngu độn, ngu đần. Mà cái ngu á nghĩa là họ thất học, họ vô ý thức, họ chỉ biết cái lợi cho họ, họ hồ đồ, họ ổn độn, như thế không? Thiếu ý thức rồi. Ví dụ như có người, rồi trong đạo thì nó, có người nói, nó là xác của bà đó. Bà nhập nó, bà độ đó, tôi nói bà mẹ chứ bà nào độ. Bà độ sao không độ lúc mà đúng lúc mà đi lấy chồng ta đó, đi lấy chồng ta đã rồi nó bà độ. Tôi nói hồi đó tôi ở Bà Triệu. Có cái bà đó mà con dâu của bà là một tuổi với bà nội tôi. Con dâu bà là một tuổi với bà nội tôi. Mà năm tôi ở Bà Triệu là năm 1992 cho tới năm 96. Và năm 95 là có sự việc đó xảy ra. Hai vợ chồng này có đứa con nó xong nó rớt cái hồ nước nó chết. Nó chết. Mà cái bà này đi bán vé số, đi ngang sớm đó. Bà này chuyên môn của nó bà độ, cũng bà độ đó. Bởi tôi ghét ai mà nó bà độ, cái thứ đó nó giật chồng người ta, nó giật chồng, nó phá gia ca, ta không thương tiếc nghe chú.
Cho nên là chú mà chú để con nhỏ nằm nói bà độ là chú ve 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 là nó độ, chú độ nó liền à. Nó giật chồng ta không thương tiếc. Mà mở miệng ra bà độ, ở nó ngáp bà độ. Với bà mẹ chứ bà nào độ. Cái đầu cái bà tôi nói đây là có sách bánh có trứng nghe. Nếu chú về sống giường cao chú hỏi câu chuyện này ai cũng biết. Giường cao và chiều à? Giường cao và chiều. Mà giờ giấu tên đi. Mà giờ cũng chết hết rồi. Giường cao phường mấy? Phường 2. À, phường 2 Bộ Nghĩa. Bộ Nghĩa vô đó, hồi đó tôi ở đó mà. Ồ. Ở trong cái hẻm mà đi qua. Đúng rồi. Có cái bên đò đi qua bên. Không, cái đó bên đò khác nữa, còn là đi vô nữa. Đi vô sống giường cao sống 40 căn đó. Ờ. Hồi đó tôi ở chùa đó, hồi lúc tôi mới lên Sài Gòn. Cái tôi kể ông nghe nè, cái bà đi bấy, bà cứ bà độ tới ngày bà không đi chùa, bà cứ bà thờ bà độ không à. Cái bà ăn mặc á, có dâu thì bằng tuổi bà nội tôi thì thời đó, giờ cũng mấy chục năm rồi. Thôi giấu tên đi. Cái bên đi bà độ xong rồi đi bán vé số đó. Cái nghe gia đình này có đứa con nó mới rớt cái hồ nước nó chết. Cái đầu cái bà vô tới đó cái bà độ cái nó nhập lên. Nhập lên cái nói chuyện bà giả sao hay lắm nghe. Éo đi rồi con là con có ba mẹ bữa đó con xảy chân kia nọ. Nói mà nói kể y như rằng mà trong khi cái xóm đó mình đi bán số hàng ngày đó. Mà cái xóm này không phải xóm cái gia đình chết đó, phải xóm sống mình 40 căn, sống người cao, sống ở đâu mà phía bên cái khu vực của chùa Bồ Đề, chùa Long Vân rồi đó, Bạch Đằng đó, bên gần suốt gần Hàng Xanh đó. Đúng rồi. Cái bắt đầu cái bà đi trong xóm nói cái gì là hiểu hết cái gia đình này từ gốc ngọn ngành, cho nên bà nhập bà độ à, bà kể là nó đi trung phóc à. Ba mẹ nó thương con biết ba làm cái gì mẹ làm cái gì rồi kể sao mà nó kể trời, ba kể hay lắm bà độ mà. Cái cứ vậy cái không bán vé số nữa, nó là giờ thằng chồng nó tin quá rồi, tin bị thường đàn ông thương con gái thương đứa con quá trời, cho nên thôi giờ nuôi cái xác này để cho con nhập nghe. Mà hồi thời đó nó đâu có điện thoại, thời đó mà ba bốn nhà mới sử dụng cái điện thoại dây với điện thoại bàn. Rồi cứ vậy đó, cứ bả ra bả nhà Phật tử tôi bả bỏ tiền bả điện, cứ hồi bả điện cái nói giờ đứa con gái tối qua nó về nó báo là bữa nay nó muốn thèm đó, nó ăn đó. Cái thằng cha đó xách xe chạy qua, cứ chiều nào cũng ba ơi con muốn ra bến Bạch Đằng con ngồi hóng mát rồi ba chở con đi. Cái bắt đầu ba sửa soạn hết trơn, bà độ mà. Cái ra bến Bạch Đằng không biết con nào nhập bà nào đổ không biết. Thời gian bà đó tuổi bà nội của thằng đó luôn á, mà bà đè con người ta đó. Bởi cái đứa con gái nói ba con thương ba quá, ba cho con nựng ba đi này kia đó thì con mình nó nựng sao mà đè cha luôn. Rốt rồi bỏ xứ đi cả chục năm trời, bởi quê quá rồi quê rồi. Tới thì bà con vợ nó phát hiện ra sao mà chồng chiều nào cũng chở về nhà này đi bà độ kỳ cục vậy. Mà chiều nào cũng đi nó theo rình, nó rình nó bà độ kiểu gì mà cứ con gái nó đập nó cái đồ vô khách sạn không à. Nó bắt gặp tại khách sạn lúc đó có ai mà bà độ đổi không. Ở mà tôi nghe người nào nói bà độ là tôi thì tôi biết là đây là kẻ gian dâm, gian phu dâm phụ. Nó ghê lắm, mấy đứa con gái nó gian phu dâm phụ, nó không biết dùng danh từ nào khác, nó cứ nó mượn cái bà độ đó để nó giật chồng người ta, nó lấy chồng người ta, nó đủ thứ, nó bị bà độ mà. Đây là tôi nói sự thật á, chứ tôi không móc méo ai không nha. Chú để từ xưa gì vậy đó. Và bà tôi biết bà nào, hở mẹ, bà mẹ. Cho nên á, gia đình nào mà vô phần, vô phước, thất nhân, ác đức lắm á, mới có những đứa mà gọi là bà độ, mẹ độ đó nghe. Bởi vì những cái hình di thượng đó, nó không có. Mà nó tưởng tượng riết rồi nó cứ bà độ, mẹ độ. Thằng kia nó dọn đồ bên đây cho lại chưa? Chưa. Thế chưa tới ngày mà.
có đợi ngày không phải cái chừng nào nó rảnh nó dọn chứ biết mình từng tính từng một tay mà còn không cái thằng ở bên đây nè dọn mấy đồ bên phòng chưa đấy chưa tại cũng đâu gấp nữa thứ hai nữa bây giờ nó đi làm ban ngày nó đi chơi thì cũng tội nữa. Bên đây hủ qua của mình còn không? Còn mấy trái thôi tắt nghe.